Rồi, chúng ta bắt đầu nhá. Các bạn chú ý nhá, từng bước này, chúng ta sử dụng Git này. Trước hết là đối với người bắt đầu thì thầy sẽ cố gắng thầy đi rất là từ từ. Đầu tiên chúng ta phải có tài khoản Git á. Để có tài khoản Git các bạn chỉ cần lên github.com. Các em đăng ký tài khoản mới. Đăng ký tài khoản mới nhá. Ví dụ như thầy có tài khoản rồi thì thầy làm thế nào để thầy vào bây giờ thầy quên mất mật khẩu. Này đi. Chắc vậy ạ. À đây là sign in chứ quên, để sign up gì, đăng nhập chứ. À đây cũng nhớ đây, may quá. Rồi, ví dụ sau cái đăng ký xong các em phải nó gửi lần đầu tiên đăng ký thì nó sẽ gửi về cái mail các bạn phải kích hoạt. Đăng ký xong thì các bạn ở đây nó có cái phần repository này. Các bạn có thể tạo một repository mới nhé. Repository mới đây. Ví dụ thầy sẽ new cái. Đấy, đây new cái. Rồi. Ví dụ thầy có là test đi hay là học Git đi. Học Git. Cái tên thì mình đặt thế nào cũng được ạ. Khi nào có dấu tích này ok rồi, cái mô tả này. Đấy, đây là đấy, demo thôi. Ở đây đối với Git thì nó có hai cái phần này này. Các em này. Một là public hay private. Tuy nhiên thì đối với tài khoản miễn phí thì mình chỉ được public thôi, còn private là bắt phải có tiền. Có tiền đấy nhá. Nó cho mình mấy private thôi, sau đó mình phải có tiền. Rồi. Tuy nhiên mình để public đi. Mã nguồn của mình đâu thì phải giấu, toàn mình tự test thôi. Trừ khi các bạn là doanh nghiệp, các bạn có những cái mã nguồn thực sự là cần phải đóng gói. Đây, ở đây nó bảo là bạn có tạo một cái readme.md không? Thì ở đây cái bước này khi mình mới học mình đừng có tạo vội nhá. Tí nữa thầy trong loạt này thầy cũng hướng dẫn cái phần readme.md này. Rồi, cái này xong mình cứ thế mình nói chung đặt cái tên với cái này xong, đừng chọn public là xong, read này. Đây, ngay từ đầu á, ngay từ đầu khi tạo xong repository thì nó cho mình một cái đây rồi. Cái hướng dẫn cơ bản đây là anh em này. Đó. Thì đây là đối với hệ thống GitHub tên online. Thế còn đối với hệ thống Git tại Aptech mình thì thầy sẽ vào cái tab mới, thầy dùng GitLab nhé. Thầy sẽ đăng nhập với cái tài khoản. À, đây. Không có thể đúng ta. Chắc đúng ở đây rồi. Thì ví dụ như là thầy đang có một cái hai cái project là demo đây đúng không, hai cái demo này. À thầy cái hai cái này đang có rồi, thầy sẽ tạo ra admin, thầy tạo cái mới này. Vì cái GitLab của Aptech thì thầy không đặt quyền cho các bạn tạo gì hết á, chỉ có sử dụng thôi, cho nên là đây các tài khoản không có quyền tạo gì cả. Ở đây thầy phải dùng cái quản trị viên thầy tạo ra các cái này. Ở đây phần này đối với người ngoài thì mình không cần hiểu, thầy sẽ tắt. Ok, đó, sau khi thầy tạo xong cái đầu tiên á thì nó cũng giống như là cái Git online thôi, tuy nhiên nó có nhiều cái bước hơn chút xíu, nhưng mà cái này thì tí nữa làm thì mình phải mấy cái phần trên này tí thầy giải thích này. Đấy nhá, bây giờ chúng ta quan tâm từ đây xuống, nó giống trên kia chưa có gì, nó thầy có phần này. Vậy bước đăng ký xong nhá, bước thứ hai này muốn gõ, vì Git chúng ta phải dùng cái dòng lệnh là chủ yếu các bạn ạ. Bản thân Git nó cũng cấp cho mình một cái phần mềm thao tác bằng cửa sổ giống như là các phần mềm khác. Tuy nhiên thì khuyên các bạn nên dùng lệnh. Thì các bạn phải lên mạng các em gõ cái từ là Git. Git nhá. Sau đó vào cái phần download đây các em này, download này. Ở đây chúng ta đang phần trên bản Windows. Sau về cứ cài next thôi, cái này không cần hướng dẫn nhá. Next. Khi nào xong finish là được. Không phải nghĩ, nhắm mắt mà next. Sau rồi mở cái xem ở đây lên. Có đang chạy cái video không ta? À, có. Các em mở xem này bất kỳ chỗ nào các em gõ Git từ version. Ấy dạ. Rồi, thì các bạn thấy nếu như mà cài đặt thành công rồi thì nó sẽ cho mình cái thông tin phiên bản này các em này. Đấy là cái phần cài đặt nhá, bước thứ hai là cài đặt. Rồi. Thế bây giờ tạo repository rồi nhé, cài đặt rồi nhé, cái phần này thì coi như là mình ok này. Bây giờ này bước quan trọng này, giờ dừng video đây đã để bước quan trọng này. Sang video mới cho nó mới nữa.